Có nhiều người học đạo quý vị, họ cũng có cái tâm lượng lớn lắm quý vị ơi. Có một cái cô này ở trong chùa học đạo mà giống như cái tâm lượng của lớn lắm. Có nghĩa là cổ luôn luôn là cổ muốn đi giúp người. Cổ luôn luôn cổ muốn đi giúp người không? Nhưng Đức nói cổ một câu vậy nè: chúng ta muốn giúp người mà quên mất tiêu bản thân mình cũng đang cần được giúp. Bây giờ như Đức hỏi quý vị, bây giờ cái nhà của mình nó dơ quá, quá dơ, mà mình đi lỡ nhà ta, mình quét giùm nhà người ta, quý vị thấy có phù hợp không quý vị? Không. Nên mình học Phật mình muốn giúp người đó, nhưng mà mình phải xem lại mình để rồi mình giúp mình, rồi mình mới có cái sự ảnh hưởng để giúp người. Rất là nhiều người đã mang một cái tâm là tôi người học Phật lâu, nghe đạo lâu rồi, bây giờ tôi phải đi giúp người nè, tôi phải đi đầu này đầu kia để tôi chỉ dạy người ta nè, mà quên mất tiêu mình quý vị ơi. Mà ai mà nhắc cái là không chịu nghe, ai mà nói tới là không được đó, nói cái là bồ đề gai nổi lên, sân si sằng sộ á, thấy không? Nên Phật pháp nó rất là đơn giản, dễ hiểu quý vị. Cái gì nó phù hợp thì chúng ta đừng có tiếp nói nữa. Nên cái khổ đau của con người trong cuộc đời này quý vị, là mình đụng đâu mình dính đó. Đụng đâu bám đó, đụng đâu dính đó. Nên mình khổ đó quý vị ơi, gánh nặng đó. Phải chi mà mình dính ngay ai với Đà Phật không thì ngon biết bao nhiêu rồi nói. Mà mình dính ngay câu ai với Đà Phật không, người mình nó an lạc vui vẻ lắm nghe quý vị. À. Nên từ nơi đó đó, mình tu học là tu sửa. Sửa những hành vi sai lầm từ từ nó tốt. Có người chỉ cần chịu sửa là tốt quý vị. Giống như một tấm gương này nó có bụi cỡ nào nhưng mà chịu lau lau từ từ nó cũng bóng. Nên mình học Phật là giống như mỗi ngày mình đi tắm vậy đó. Ngày nào mình cũng tắm chứ không tắm ngày nó dơ hôi chịu không nổi. Nên mỗi lần tắm là mỗi lần nó sạch được, thì mỗi lần sửa là mỗi lần nó bớt cái sai. Từ chút, từ chút, từ chút để điều chỉnh. Vừa nói câu này cô kia có hỏi bà tắm chưa? Bà kia nói tôi tắm rồi. Thấy chưa? Nên á, mỗi người chúng ta đi đến chùa nhờ nghe đạo để mình sửa được chút. Giống như hồi sáng đang ngồi ăn cơm, đang ngồi đây ăn cơm, có một anh chàng này ảnh phong độ cao ráo, mặc đồ sang trọng. Anh ăn cơm trước, anh lợi ngay chỗ này nè, anh mở cái vòi nước, anh mở cái ầm, nước chảy xèo 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 xèo, ông phát nước hắt hắt vô mặt ông, rửa mặt xong phát nước vô miệng, súc miệng, súc miệng xong khạc đờm. Mà bao nhiêu người ta đang ngồi ăn cơm, quý vị thấy cái hành động gì, quý vị thấy cần phải sửa không quý vị? Hồi sáng mình không có nói liền vì sợ người ta ngại, giờ này mình mới nói ổng cũng đang ngồi đây, biết ai đâu mà ngại. Tự sửa đổi lỗi lầm thôi quý vị ơi, hiểu không? Có một lần ngồi ăn cơm đây nè, cái ngày thứ bảy chủ nhật gì đông quá, ta lỡ đen ta ngồi số người lạ lạ không có chỗ ngồi cho là đây ngồi chung, nên nó ngồi ăn cơm đây. Thấy họ đang ngồi ăn cơm ngon lành vậy, tự nhiên họ quay qua lặng lặng ra cái khăn hít mũi một phát, một cục mũi bự chà bá còn chè cả coi. Thì thấy cái việc này quý vị cần sửa không quý vị? Sửa. Ví dụ như mình muốn hịt mũi, mình ra phía sau nhảy xin mình xịt đi. Tự nhiên người ta đang ăn ì ì trước mặt mình. Bây giờ theo quý vị thấy ngồi gì nè, mà ai trước mặt quý vị mà hịt mũi á, là chùi mũi, quý vị thấy hơi ớn ớn không?
Nó nói chứ mình cũng có cái đó mà, nhưng mà mình lại cũng gớm quý vị, hiểu không? Thế mình nghe gì rồi mình tự điều chỉnh lại đi, hiểu không? Con làng nhà Đức ngồi đây ăn cơm, thấy cái bà ngồi ăn, cái cô này bận đồ cũng đẹp, môi miệng thì bà sơn đỏ quét, bận đồ đồ nhìn sang trọng thế ghê. Bà ăn cơm xong bà lấy cái tăm, bà nhe răng bà xỉa xỉa nè, chọt 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 gì. Bà nói ủa sao cái bà này hành động làm ngộ người ta, thì xỉa răng thì không có sai, nhưng mà tự nhiên nhe răng là lấy cái cây chọt 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 mà. Bà chọt xong rồi dính miếng đậu hũ ra, bà cầm miếng đậu hũ bà nhìn, xong bỏ vô miệng bà ăn. Nhìn sang trọng, nhìn đẹp, mà cái hành động làm rồi tự nhiên nó mắc cái vẻ đẹp người con gái liền quý vị. Nhìn mắc cái vẻ đẹp người đàn bà liền, thấy chưa? Đó không? Phải chi mà mình từ tốt, mình lấy tay mình che miệng lại, mình xỉa nhẹ nhẹ nhàng. Nên có những người ta ăn cơm xong á, người ta che miệng, người ta lấy cái lưỡi người ta lau răng người ta, thấy không? Mình là người phụ nữ, cái hành động mình làm gì nó cũng nhẹ nhàng chút. Người ta ví dụ người phụ nữ là dịu dàng, làm gì mà nhe răng mà lấy cây chọn chọn nhìn, nó mắc bớt cái vẻ đẹp nhiều lắm đó quý vị ơi. Không, quý vị thấy những cái điều này quý vị nghe phải là nó xác thực để áp dụng trong cuộc sống không? Đó. Rồi mấy nhỏ gái này nó nghe được, nó cũng học được nè. Có một lần có bà cư sĩ Phật tử, chắc là bà may quần rộng hay sao, những đứa thấy bà đứng trước quý thầy quý chú, bà cứ kéo quần lên hoài, chút cái bà kéo lên, chút cái bà kéo lên, rồi chút cái bà lấy cái áo như cái cổ áo bà làm nè, mà trước mặt quý thầy quý chú, thì thấy không? Quý vị thấy những điều đó, bản thân mình là người phụ nữ nên sửa không quý vị? Nên sửa chứ, hiểu không? Quý vị nhớ khi mình ăn cơm chung với người ta mà mình ngứa đầu, mình còn không dám gãi chỗ bàn ăn vì sợ gào bụi bặm tóc nó rớt xuống đồ ăn. Khi mình nấu ăn cho ông bà cha mẹ người lớn, mình có tóc mình buộc gọn lại, sợ cọng tóc nó rớt vào đồ ăn, thấy không? Mà gặp tóc quăng nữa, cái này nó là cái mà người ta suy nghĩ mình không kỹ lưỡng, thấy không? Nên mình rửa rau, mình nấu ăn mình phải coi kỹ lưỡng đàng hoàng, mình nấu lên buổi ăn mình phải xem lại đàng hoàng, nghe chưa? Đó. Nên những điều đó quý vị nghe nè, những điều này là xác thực nè, của cái lớp đạo làm con mà đi đến đây học tập nè, từ cha mẹ hay là con cũng cần học những cái căn bản này, mà nhiều người học cao hiểu rộng mà làm sai đó. Mình đi vô trong cái đoàn thể, người ta ngồi ăn cơm phăng phắc im re bắt máy niệm Phật, mình bước vào là mình coi điện thoại mình tắt nguồn chưa, mình tắt. Có những người đang ngồi ăn, đang ngồi im ru, đang ngồi ăn cơm tự nhiên cầm điện thoại lên reo lên là động người ta, cầm điện thoại lên hello gì đó hello cơm chút lộn, chuyện điện thoại gì mà nghe thất ớn vậy trời. Quý vị, ví dụ như mình điện thoại người ta điện đến mình đi hello không, nhẹ nhàng à, chút xíu anh điện lại nha, anh đang có việc bận, nhẹ nhàng thôi. Cái tiếng nói mình nghe, nói chuyện điện thoại ta nghe ta cũng thấy thích, nghe tiếng mà muốn gặp người, cuối cùng gặp người hô hốc, hiểu không? Nhưng mà nghe tiếng là thấy thích, tiếng nhẹ nhàng, hiểu không? Mình nói chuyện điện thoại á, nói nhẹ nhàng thôi người ta nghe được rồi, mình la một cái mà ở đây hết hồn, mà bên kia cũng muốn bể bằng nhỉ, hiểu không quý vị? Đó, chỗ người ta đông ì, mình bước vô mình tắt nguồn điện thoại, hoặc là chỗ người ta đang nghe pháp tắt nguồn điện thoại,
Nãy có cái chị đó lỡ nói chuyện dễ thương ghê. Thầy, thầy, hồi đó giờ con lỡ đây con tu của thầy, chồng con có cho ở qua đêm ở đây, mà bữa nay á cầu Phật gia hộ để con xin chồng con cho chồng con ở đây một đêm, cho chồng con cho con ở đây một đêm. Sáng mai thầy, thầy cho con ngồi trên nghe thầy giảng một bữa đi. Thì thầy nghe nói câu thấy dễ thương ghê không. Thì nói cô gặp cô Liên Xa, nói cô Liên Xa thầy kêu cô kiếm cái chỗ nào trên cho tôi ngồi trên nghe thầy giảng một bữa, lâu lâu cho chồng ở cho ngủ ở đây một bữa. Thấy không, người ta nói một câu thấy dễ thương ghê quý vị, đúng không? Mình nghe người Phật tử vậy mình thấy mình cũng mừng. Mừng là mình giảng dạy người ta nghe lời. Chồng người ta không cho người ta ngủ đây, người ta không dám ngủ. Và từ từ á, người ta mới được chồng cho ở đây để tu tập, chuyển nghiệp. Còn bây giờ mình giảng dạy mình đâu có bắt buộc người ta đâu. Chồng đã không cho ngủ ở đây mà đi cố tình ngủ, rồi mai mốt chồng phản cảm đối với chùa chiền vậy thì nó càng xảy ra nhiều tác hại. Mình hãy tu tập từ từ đi để chuyển hóa, đó mới là đúng. Chính cái hành động mình mà chuyển hóa người ta. Mình tu thì sao mà chính cái hành động mình chuyển hóa người ta. Mình là người phụ nữ đã có chồng, mình đi về chùa mình tu tập, mỗi một cái hành động của mình phải hết sức là cẩn thận. Đừng có bao giờ mà thân thiết với cái người đi tu chung đàn ông. Đừng bao giờ thân thiết với quý thầy quý chú trong chùa quá. Đừng có xin số điện thoại để mỗi ngày nhắn tin điện thoại tầm bậy. Khi mình á thấy quý thầy quý chú nào mà điện thoại cho mình là bản thân của mình từ đó về sau xóa số điện thoại đó, không bao giờ nhắn tin lại dù một tin nhắn. Người ta gặp mình ta hỏi, mình nói rằng tôi có chồng rồi, thầy hay chú nhắn cho tôi vậy không có tốt, lỡ chồng tôi coi lại tin nhắn có cái gì đây chồng tôi hiểu lầm, tôi có muốn chuyện nó xảy ra, thà tránh tốt hơn, đừng có dính vào. Quý vị biết những đức là hay á, tại những đức không có nhắn tin, hiểu không quý vị, đâu có dính dáng cái gì đâu. Kìa, trong chùa có ông thầy kìa, chùa mình thì đa phần có cho xài điện thoại, mà có một hay ông thầy được xài điện thoại á, tại mấy ông giảng pháp vậy đó, mà dính một cái con cá kèo. Hiểu cá kèo chưa? Cá kèo nghĩa là con cá này nó có kèo. Kèo nào á? Ban đầu nhắn tin, thầy ngủ chưa? Thầy nhắn lại, thầy chưa ngủ. Con có chuyện buồn thầy ơi. Con có chuyện buồn gì vậy? Nhắn tới nhắn lui, nhắn qua nhắn lại, nhắn từ từ, sắp sửa nhắn nút, hiểu chưa? Nhắn từ từ, sắp sửa nhắn nút. Giống như Quyền Linh mà tổ chức họ hẹn, sắp sửa nhắn nút. Hai bên sắp sửa nhắn nút, nghe quý vị, để hẹn hò. Từ một tin nhắn mà nó đi vào hẹn hò chứ không phải chuyện giỡn đâu, nghe quý vị, tránh đi. Nó xong rồi gặp những đức nói bây giờ dính tình cảm, cũng dự định bỏ chùa để đi theo con nhỏ đó. Tại vì sao? Vì con nhỏ đó chơi ghê quá, giờ điện thoại nó ghê lắm quý vị, có nhiều đứa nó cũng bạo lắm, từ xa mà nó chọc ghẹo, nó quen mình, nó điện thoại có hình, có hình xong nó mở nút áo ra, nó cho coi hàng hóa. Sao chịu nổi? Gặp những đức thì thôi khỏi luôn, nói có gì đem lại đây coi chứ coi qua điện thoại làm chi, vớt một cái là chạy mắt dép luôn, nghe quý vị, sợ xanh mặt xanh mày.
Gặp những đức mà vậy như đức nói vô duyên. Làm như tôi nào giờ chưa thấy gì chưa khoe. Đem về khoe cho chồng mấy người coi á. Chạy mắt dép, đâu có dép. Còn cái này nó đem nó đưa cho coi, coi viết ghiền. Cuối cùng không muốn giảng sanh nữa. Ghê không? Nên những đức nói chùa mà không xài điện thoại đấy là một cái tuyệt chiêu. Ghê lắm, nghe chưa? Xong những đức nói vậy nè, những đức hỏi ông, một con người phụ nữ như vậy ông đem về làm vợ ông thấy có đặc biệt không? Một người phụ nữ á, người ta ít gì dù có quen thương yêu người ta cũng phải dè dặt làm sao để mình ra vẻ một người phụ nữ đàng hoàng. Một người phụ nữ mà dám lộ lẫy như vậy thì người phụ nữ này cũng dữ dằn lắm, đúng không? Thôi ông hãy suy nghĩ lại đi, ông có tiền bạc gì đâu, bây giờ ông được cái tướng được tu hành tròn chuyện chút, nó thấy ông coi được được, nó đem về một thời gian rồi nó nản lòng, rồi lúc đó nó đá ông cho dập mông ông luôn, cho ông biết mình không có tiền gì mà để cho phụ nữ nuôi mình. Cái việc này khó sống lắm. Mình là đàn ông nuôi đàn bà, chứ mình đàn ông có thể nào để cho đàn bà nuôi mình được đâu. Thấy không? Ông nên suy nghĩ cho kỹ. Đi tu được nhiều người tôn trọng, ông bước ra nhiều người không tôn trọng ông đâu. Trong cuộc đời tu á, nó có nhiều cái chướng ngại. Nhưng chướng là chướng, của mình tu là mình phải tu, phải giữ cái tâm đạo mà tu. Thấy không? Khuyên ổng rồi xong ông nói để ông chia tay. Nói có gì đâu chia tay, gặp qua điện thoại không mà chia tay chia chân gì. Con người ta bây giờ sao sống trong một cái thế giới ảo tưởng gì quý vị ơi, hiểu không? Coi qua điện thoại ai mà biết đẹp xấu làm sao. Như đức hỏi nó đẹp không, ông nói đẹp dữ lắm. Nó không có thấy bên ngoài chứ mà biết đẹp. Điện thoại bây giờ nó có nhiều hiệu ứng lắm. Cái mặt mụn tàn nhang không, nó làm một phát không còn miếng tàn nhang nữa. Nhìn qua điện thoại mà nói người ta đẹp đánh giá sớm quá. Thấy không? Khoan hả, dội vàng. Mà đẹp thì đẹp nhưng mà nết thấy không đẹp rồi. Thấy không? Nhưng mà những người phụ nữ mà đi đến chùa mà vậy á, quý vị không có hạnh phúc đâu. Tương lai cái quả báo đến quý vị nó đáng sợ lắm. Nên chùa mình sồn sồn cũng về đây nhiều lắm. Tôi nhắc suốt luôn á, nghe chưa? Chúng ta ăn nơi nào thì đúng nơi đó. Đừng có nó đụng đâu mà cũng ăn tầm bậy, có ngày gãy răng chết mù. Nghe không? Mình đi, có, đi đến chùa tu tập là để lo tu, để đem cái đạo Phật về nhà để áp dụng trong gia đình. Càng học Phật thì trở thành người trung thủy, người sống nhiệt tình, đúng đắn với gia đình của mình, với vai trò của mình. Chứ không phải là học Phật ra có người kỳ cục vậy đâu. Nên quý vị đã được tiếp nhận nghe giáo dục rồi, quý vị hãy sống làm sao cho đúng cái lương tâm quý vị, đúng với cuộc đời làm người của chúng ta. Đừng để luống qua một đời uổng. Quý vị nên quý vị biết rằng á, những đức á, thường á, gần gũi với người trong chùa chứ không có thân thiết với Phật tử nữ nào ngoài đời chứ. Không có thân. Quý vị cũng quý mến những đức lắm nhưng mà những đức không có thân thiết. Mình thân là nghe pháp là được rồi. Gặp nhau nó dễ điện giật dữ lắm. Điện bây giờ nó phát sóng rộng dữ lắm. Ngồi gần gần với nhau điện nó giật chết mù. Hiểu không? Bốn mắt nhìn nhau điện nó giật bậy bạ té xuống hầm khách gia. Hiểu không? Thôi nguy hiểm dữ lắm. Hiểu không? Lo tu niệm Phật, về chùa lo niệm Phật đi. Hết quý vị.
Lúc trước những đứa cũng có ông huynh đệ tu hồi xưa, ông cũng thân thiết, ông giúp cho cô Phật tử này. Cuối cùng ông với cô này cưới nhau, giờ đẻ hai đứa con, tính ra cũng mấy năm rồi. Mới gặp ông hồi sáng nè, ốm nhơm ốm nhách như con ma, như bị sida, như con gà lát vậy đó. Chàng ô nhìn một cái thấy ghê. Mà ổng lại vô cùng một ngày Nhân Đức đi tu chung luôn á. Hồi trưa Nhân Đức giảng pháp bên á, ông cũng ngồi ông nghe, dẫn mẹ đến nghe, nhìn ốm nhơm ốm nhách sơ xác thấy ghê. Bởi vì những đức nói mà mình mà không tu nữa, mình mà cặp cái bà nào dẫn đi, hai năm sau bị gặp lại những đức, chàng ô nó hô thấy ghê. Thôi quý vị ô kinh khủng lắm quý vị ô. Mà cái ông đó là ông đẹp trai đó, mà bây giờ ông ốm nhơm ốm nhách, mặt mày mụn đầy, tóc dựng dựng, y gan là bông ghéo, nhìn thấy ghê, thấy chưa. Nhân Đức hỏi bây giờ vợ thì sao rồi, nó ổng nói á, vợ nó bỏ đi rồi, nó để là hai đứa con cho nuôi. Nhân Đức hỏi bây giờ ông đi làm gì, ông la đi bán đồ mũ. Hồi xưa bao nhiêu người kính trọng luôn, vậy mà bây giờ đi bán đồ mũ, chạy cái xe đạp, chở thêm cái thùng phía sau, đi bán đồ mũ, sống qua ngày để nuôi hai đứa con. Ôm nhơm ôm nhách bằng tuổi Nhân Đức luôn, mà nhìn ổng bây giờ giống ông nội Nhân Đức vậy đó. Ông già đến mức gì đó, kinh khủng chưa. Nên quý vị ô, mình hãy giữ những khoảnh khắc sống tốt đẹp gì đi quý vị, quá hạnh phúc đúng không. Nhân Đức đang đặt á, 10,000 cái khăn vàng này, 10,000 cái. Thấy nhiều người ta thích cái khăn này quá, thấy mấy cô tròn đẹp ta phái. Tôi báo trước là từ đây tới 2 tuần sau, ai chưa có khăn về đây tôi tặng, còn không về đừng có đòi hỏi gì. Mà cái khăn vàng này xịn xỏ bị ơi, tròn đẹp nghe. Có cô kia có nói bằng đêm ngủ đêm nào cũng gặp ác mộng. Mà từ khi mà thầy tròn cái khăn bây giờ ngủ ngon lắm. Ngộ ghê. Tại khi Nhà Đức chọn cái khăn, Nhà Đức nói vậy nè, nè chọn khăn này ngủ rồi cố gắng đêm nào trước khi ngủ cũng niệm Phật nghe không. Bà niệm Phật bà ngủ bà hết gặp ác mộng luôn. Thì niệm Phật tâm thiện ác mộng đâu mà xuất hiện. Bằng đêm săn si, bằng ngày săn si sằng sổ, bằng đêm nó mới gặp ác mộng. Người ta nói á, bằng ngày nghĩ gì bằng đêm xuất hiện cái nấy. Bằng ngày bị nghĩ cái gì, hỏi lên lương tâm mình đi. Ai mượn săn si sằng sổ để bằng đêm gặp ác mộng, đúng không? Niệm Phật trước khi ngủ, niệm Phật dỗ dắt đi là ngủ ngon lành, không có gặp ác mộng đâu. Đem 10,000 cái khăn về bún nước xèo xèo lên luôn. Kệ đi, mình nhiệt tình quý vị, ta thích vậy mà. Lấy cái ly nước bún vù để chi, gia trì vô cái khăn. Không mà ta nghe vậy ta cũng thích lắm nghe quý vị. Thấy quý vị chọn cái khăn, bao nhiêu người hỏi, nhắn tin tá lả âm binh, chàng ô cái khăn gì mà nó đẹp dữ. Nhà chùa mà tặng cho gì là người ta thích quý vị ơi. Chứ đâu phải cái khăn này có nhiêu tiền đâu. Khăn này như mua một cái có 2,000 hay gì mà. Phải không, chừng 2,000 không? Gì? Khăn cái chừng 2,000 nhiêu chàng? Lâu quá không xài tiền, biết 2,000 xài sao nữa. Lâu quá không xài tiền vì ơi. Toàn là cái gì là người ta mua cho xài hết trơn à.
đâu có cầm tiền xài, đâu không biết 2.000 bây giờ xài cái gì nữa. Hồi đó dưới quê những đứa ly cà phê có 800 đồng mà bây giờ ly cà phê 800 đồng còn không? Bây giờ chúng ta nói tiền bạc bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái quan trọng là món quà mà ông thầy nhiệt tình ông tặng mình, đúng không? Quý vị thấy những cái món đồ nhà Đức tặng với vị, những cái món quà Đức tặng là nhà Đức tính cái màu cho vị luôn. Bặn lên cái là nhìn cái mặt nó rực rỡ sáng sủa, tròn cái khăn lên mà thấy nó vàng khè luôn mà, đúng không? Đó. Thì từng này nè, từng tớ nữa, hay là từng này có nữa nè, qua chủ nhật từng này coi chừng nó có, ai biết được. Thì nổi trong hai tuần cũng không ngờ, thấy không? Nó thì về sớm như Đức thông báo chưa, kệ đi, cái gì ta thích tặng cho người ta luôn, kết duyên. Mai mốt trong chùa vì thích gì mới đem về nhà luôn đi. Nên chúng ta sống sao mà mỗi người nó vui vẻ thì quý vị thấy là cái hạnh phúc của cuộc sống mình đặc biệt, phải không quý vị? Đừng có bao giờ mà sống trong cuộc đời này mà đi khóc làm chi, nó không có giải quyết được vấn đề đâu nghe quý vị. Vui nó mới giải quyết được vấn đề nghe. Dù bây giờ của cải mình ta giật sạch nhắc chứ cũng không khóc nữa, làm được không? Khó vậy, khó đúng không? Khó thiệt. Nhưng mà giờ khóc ta có trả lời không? Thôi vậy mà cố gắng khóc đi, đúng không? Cố gắng khóc đi thì khóc có trả lời đâu. Nên á, quý vị muốn quý vị sống mà được may mắn á, là quý vị đừng có làm những điều xui rủi cho người khác, nghe không? Cầu may mắn thì đừng làm những điều xui rủi cho người khác. Bây giờ chùa mình đang phát động làm tượng Phật nè quý vị, 3.000 bộ tượng Phật không đơn giản, nghe không? Đây là một cái chương trình làm tượng Phật quá lớn, quá lớn luôn. Mà 3.000 bộ tượng Phật này mà quý vị tính đi, mỗi tầng là hơn 100 bộ tượng Phật ở đây nữa, kinh khủng quá. Một năm tượng Phật chùa mình bây giờ đưa ra quá nhiều. Bây giờ những đức bố trí cái chuyện tặng tượng Phật nó phải rõ ràng. Có một cái phái đoàn này đi nghe, làm điều sai lầm, thỉnh tượng Phật đem về bán, gan cùng mình. Mà không có mấy người, nhưng mà xuất hiện một người rồi đó, thỉnh bộ tượng Phật về, nói rằng bộ tượng Phật này 600.000, đi tiền xe thêm 200.000 là 800.000, rồi công chuyên chở thêm 200.000 là 1.000.000 bạc, bán lại 1.000.000 bạc cho người ta. Hồi nãy mới gặp cô đó, cô nói kìa. Xong đem bộ tượng Phật về thì người ta nhìn vào cái thùng tượng Phật, người ta thấy là tặng mà không có bán. Chùa mình làm tượng Phật để rõ ràng mà tặng không bán mà, vì mà dám đem bộ tượng Phật đi bán, gan cùng mình. Người này chắc cũng không có nghe mình giảng pháp gì đâu quý vị ơi. Chuyện này ai dám làm, thấy không? Ai mà dám làm. Nên những đức nhắc lại cái xã hội bây giờ, quý vị đừng có bao giờ mà đeo dây chuyền đồ, nghe không? Coi chừng nó đứt cần cổ á. Để mai mốt coi những đức thiết kế một cái túi để tiền cho quý vị, thấy không? Bây giờ mấy cái bà may đồ nè, mấy bà may đồ đoàn của Diệu Xưng nè, thiết kế một cái túi cho những đức mà máng ngay cần cổ sát vô, nó thòng sát ngay cái ngực mấy bà, mỏng lét để trong đó đó, tiền để trong đó là rồi chắc ăn, đố ai mà móc túi được luôn, hiểu không? Cái túi để sát vô người á, đừng có mua mấy cái giỏ mà treo một bên, coi chừng nó giật quý vị gãy cánh tay á, ghê lắm nghe. Nó bà Lý bà đeo cái kiểu đó coi chừng đó, nó gịch và chạy vòng vòng luôn cho bà biết đó nghe, cho bà Lý
coi mấy cái video mà nó giật đồ người ta ghê quá à. Thôi bây giờ vàng vòng cũng đừng có đeo quý vị ơi, đeo cái máy niệm Phật với những đứa đi chắc ăn không có thằng nào dám giật đâu. Chứ đừng bao giờ mà nghĩ gia đình mình khá giả mua vàng cho con đeo, nghe chưa, coi chừng hại con mình đó, nó giết con mình đó. Thôi cho mua bạc cho nó đeo á, bạc nó tránh gió được tốt, mua bạc cho đeo đừng có mua vàng. Còn có vàng bạc á cúng dường Tam Bảo hết đi đó, làm thủ Phật chưa. Đeo làm chi cho mang họa mang tay, nguy hiểm lắm nghe không. Nó nhắc nhở rõ ràng rồi, nó thấy cái tình hình bây giờ ở ngoài giật đồ dữ quá, chiếc xe cộ nghe trong vòng một phút thôi bẻ chìa khóa lấy xe đi, đúng là bất an thì quý vị ơi. Bởi vì mấy chú mình trong chùa nè giữ xe phải cẩn thận. Bây giờ nó có cái vụ này quý vị ơi, nó vô trong cái chỗ xe xin xe mà gì lý gì thanh lý, sao mà nó lấy được cái bản số giả, bản số xong nó lợ nó mở cái bản số xe người ta, nó gắn bản số này vô, cuối cùng nó lấy cái xe này đi mới ghê chứ. Nên bây giờ phải ghi xe, vé xe là phải ghi bản số, đúng không, coi bản số cho nó chắc. Nhưng mà ghê lắm, xe nhiều quá phải nhờ Phật A Di Đà chéo chéo vài cái gia hộ thôi, chứ mình có cố gắng cái nào chịu cũng nổi. Nhưng mà chùa mình thì ít cái sự việc này xảy ra, đúng quý vị. Nhưng mà chúng ta nhắc trước đi cho nó chắc ăn. Thêm cái nữa là đi về chùa đừng có mang guốc cao, dép nó cũng lấy. Bữa đó cái bà đó, bảy bà vô chùa mang bảy đôi dép mới mua xịn sò luôn, dép cao gót vô đây tu tập xuống ăn cơm, vô lễ Phật trong chánh điện bước ra mắc bảy đôi dép. Nhờ bảy cô này nghe những đức giảng cũng hiểu, đi vòng vòng kiếm những đức, cuối cùng gặp những đức. Những đức hỏi ủa sao bảy cô đi chân không, nói thầy mắc tiêu dép thầy ơi. Những đức hỏi dép bà dép sao, là dép cao gót, nói chùa này không có ai lấy dép cao gót mang đâu, chắc chắn rằng là bị người bên ngoài vô lấy, chứ trong chùa ai mang dép cao gót, đúng không quý vị. Mình đi đến chỗ đông người, đồ đạc vật chất của cải của mình tự mà quản lý cho nó đàng hoàng. Điện thoại đâu có chừng bị mượn xài đó nghe. Tôi có chiếc điện thoại xài 13 năm. Cái chiếc điện thoại đợi cố nẫm tới giờ. Quý vị ô cái điện thoại gì đâu mà sạc pin một lần xài 4 tháng chưa hết pin. Kinh khủng thiệt. Mà 4 tháng gọi có 4 cuộc. Mà điện thoại sóng nó mạnh đừng có nói nữa. Phá máy mở máy là sóng chạy vù 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 vù. Gọi cái là nghe ngon lành. Sau này chiếc điện thoại này mà tôi giảng sanh tôi để lại cho người nào có duyên nhất cho người đó để làm lưu niệm. Không. Khỏe re, không có cần bận bịu quan tâm gì của cải mà sợ bị lấy quý vị, thấy không? Thôi kệ, mình đến với cuộc đời này quý vị ơi, những cái gì mình nghĩ cho người ta mình làm hết lòng mình với cái cuộc đời này. Thật sự mà nhà Đức đến với cuộc đời này, nhà Đức mong kết duyên với tất cả chúng sanh, mong kết duyên với tất cả chúng sanh. Lúc này nhà Đức nấu ăn có mấy món đồ ăn, nhà Đức cũng hướng dẫn quý vị nấu á. Nấu được thì nấu liền, hiểu chưa? Mấy món nó xịn sò lắm á, vậy đó. Hồi sáng mà ta nấu món cánh gà nước mắm, mà cánh gà chay á, chiên nước mắm á, cái buổi hồi sớm nó đưa lên chưa? Chưa phải không? Về coi đi. Bà bị thấy cánh gà mà chảy nước biếc luôn. Không? Mỗi bữa ta nấu ta quay một đoạn đưa lên cho quý vị coi. Ở nhà tập nấu ăn đi nghe. Bữa nào chiên ngon ngon đem vô một cánh cho tôi.
thử tay nghề coi làm sao, biết không? Nên mong rằng quý vị về chùa mình nghe những cái điều đơn giản để chỉnh đốn sửa chính mình cho tốt. Bây giờ đi về chùa hiểu rồi, ở ngoài đời đừng có bận áo dây đồ, bận áo mỏng manh đồ chi, tạo tội nghiệp, thấy không? Còn mình sao thì để y thinh vậy đi, thấy không? Đừng có cắt xén tùm lum, có ngày bị tác dụng phụ nghe bạn. Nên nhớ, nên bao nhiêu con người đi cầu đầu này cầu đầu kia mà cũng được bao nhiêu người mà được như cái sở cầu của mình, quý vị. Tại vì mình đi cầu nhiều quá mà bản thân mình lại không gieo nhân thiện, sao được cái cầu đó, quý vị? Đúng không? Ví dụ như những đức học Phật mười mấy năm nay, những đức vui là do bản thân những đức làm, cố gắng nghe lời Phật dạy, mình nỗ lực mình làm. Giống như giờ chúng ta cười với người ta cười lại với mình thôi. Chứ bây giờ mình phùng mang với người ta mà kêu người ta cười với mình được không, quý vị? Khó không? Khó lắm. Giờ đa phần mỗi ngày những đức chọc quý vị cười nhiều nên quý vị làm cho những đức cười. Chứ bây giờ những đức phùng mang với quý vị thì không bao giờ quý vị đi đến đây mà cho những đức được bình an đâu, thấy không? Đó. Nên học Phật dạy mình là sửa đổi lỗi lầm. Cái gì chút một chút mình sửa đổi lỗi lầm. Con người chỉ cần chịu sửa thì nó tốt. Thấy không? Chịu sửa thì nó tốt. Chỉ sợ con cái mình làm sai mà mình không sửa thì giống như đứng dưới bùn mà cứ để cho nó lúc. Thôi chúc quý vị an lạc. Ai với đầu vào. À bây giờ hôm nay sinh nhật Nhân Đức đọc tên nè. Chứ không thôi kêu lên đây đại sao không có heo gì chứ. Khó quá. Nè sinh nhật đọc tên nè quý vị ơi. Bé Diệu Minh 1 tuổi. Cô Cúc 58 tuổi. Cô Thanh 58 tuổi. Cô Thảo 53 tuổi. Cô Quyên 43 tuổi. Cô Hạnh 58 tuổi. Diệu Loan 60 tuổi. Bé Bình An 1 tuổi. Cụ Hoa 79 tuổi. Nhật Thơ 32 tuổi. Minh Luân 9 tuổi. Bé Thảo Vi 4 tuổi. Quế Chi 8 tuổi. Minh Nguyên 7 tuổi. Cô Thanh Xuân 61 tuổi. Thì Hương 46 tuổi. Đoàn Mến 34 tuổi. Bé Gia An 9 tuổi. Cô Đồng Lan 41 tuổi. Cụ Mùi 68 tuổi. Cô Như Hương 50 tuổi. Cô Nở 34 tuổi. Cô Bé 32 tuổi. Bé Lệ Chi 3 tuổi. Quý Trường 9 tuổi. Châm Anh 14 tuổi. Thí Liễu 29 tuổi. Bé Gia Khang 5 tuổi. Thanh Thanh 14 tuổi. Diệu Hoa 13 tuổi. Rồi lên đây. Nè con. Nè con. Đây. Mấy đứa nhỏ về chùa mình ngoan lắm á nghe. Bé nào sau này cũng ngoan đặc biệt lắm á. Các con phải tập nói thật hiếu với cha mẹ nghe không? Thì sau này các con có phước nghe không? Đây. Nè con. Cầm chắc cái chừng bể. Đây. Ừ. Nè con. Con. Ừ. Đây. À đây.
Nè con. Rồi bé khỏe nghe. Rồi được con. Đây, ai chưa có bước vô. Nè con. Rồi, đủ phải không? Rồi, chúng ta niệm Phật 10 câu này nghe. Ngay ngày nay sinh nhật, mình đem công đức niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ mình, cầu an cho cha mẹ mình còn sống. Còn nếu ai cha mẹ đã mất thì chúng ta hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ mình nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.